Xin chào quý độc giả, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, trước giờ đi ngủ, Nhã Nam mời bạn cùng lắng nghe chương đầu tiên trong tập bút ký Ngọn đèn dầu lạc của Nguyễn Tuân. Ngọn đèn dầu lạc tập hợp 11 câu chuyện về thuốc phiện và hút sách, không một chút thậm sưng, lãng mạn, hoạt kê hay trực tiếp lên án đời sống hút sách. Nguyễn Tuân cứ thản nhiên kể tả về đời sống ấy, về người nghiện, những tính tốt, thói xấu, những cố gắng, những sa ngã, những nghị lực, những ươn hèn yếu đuối làm cho người ta tìm đến thuốc phiện, rồi nghiện phiện, để rồi lại muốn đoạn tuyệt với thuốc phiện. Chủ yếu viết về đời sống hút sách ở Hà Nội những năm cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940. Chất kết dính các câu chuyện lẻ của Nguyễn Tuân trong tập phóng sự về thuốc phiện này lại không chỉ bởi chúng cùng là những câu chuyện liên quan đến thuốc phiện xung quanh cái bàn đèn. Dường như ở mỗi câu chuyện, bên cạnh những băn khoăn dằn vặt về đạo đức và luân lý, về phận vị và danh dự, thế giới người hút hiện lên trong trang viết của Nguyễn Tuân, nhất là với những trí thức nhà văn, nhà báo trẻ, còn bị câu thúc bởi một tình thế chính trị phức tạp giằng xé khác, khiến họ không nỡ, không thể tìm quên, tìm vui trong làn khói thuốc. Ngày nay, đọc lại Ngọn đèn dầu lạc nói riêng và những trang viết khác về thuốc phiện nói chung, cảm nhận cái không khí chính trị ngột ngạt qua những câu chuyện được biết và những câu chuyện bị khuyết thiếu trong những khoảng trống kiểm duyệt, bạn đọc không chỉ có được dữ liệu xã hội học về một thời đã qua, mà còn cảm nhận được nghị lực của người cầm bút một thời. Cái nghị lực mà nhờ đó họ đối diện và vượt lên nghịch cảnh để sống và viết, chiến đấu và hy vọng. Sau đây, mời bạn lắng nghe chương đầu tiên của tập bút ký có tên Vua Tiệm Băng Hà. Tôi mở đầu tiên phóng sự này bằng một cái chết của chú Châu. Chú Châu, vua tiệm ở xứ Bắc. Tôi lấy cái chết của ông tỷ tổ nghề bán đầu tiêm ở Hà Nội thay làm lời mở đầu. Chiều hôm 2 mai 1939, đi đến đầu hàng bông Phủ Doãn, một ông bạn trẻ gầy đét như mắm khô, trông người là búng ra sái được, vội cản tôi lại và dè dè cái giọng đau thương. Khốn nạn người thế mà chết. Tôi nhìn người bạn với sự nghi ngờ. Một phế nhân như y, một người nghiện hút như y, đã đốt cả cơ nghiệp nhà ra sái, đã đốt cả tình cảm ra cho. Một người như y mà trái tim chỉ còn chưa đầy cho và muội, chỉ biết có A Phiến và đặt A Phiến lên mọi cái thiêng liêng ở đời. Ừ, một người như thế mà cũng lên giọng khóc. Tôi lùi lại một bước, nhìn thẳng vào đáy đồng tử y, muốn lấy mắt bảo y nên tránh ra một bên, nhường đường đi cho tôi dạo bước. Nhưng y vẫn cành càng, bởi vì cành càng là đức tính số một của dân nghiện. Y tuè tuét: "Trọng bọn ken cờ, tao là người thứ nhất biết tin chú Trô mất." Vậy ra bạn tôi đang khóc vô tiệm. Chú Trô mất? Ừ, người đầu tiên biết đong thuốc phiện vào cuối đồng bán lẻ đã mất. Thế sao mày chả làm ra bộ vội vàng đi ngay đi? Ai đã thèm xin xỏ mày tiền hút mà mày phải đã chạy? Ai đã thèm xin xỏ mày tiền hút mà mày đã phải chạy? Có thế chứ, tôi liền đuổi luồng tư tưởng, vui vẻ cùng đi sóng đôi với ông bạn để cùng đả động đến cái chết của ông vua tiệm ở đất Hà Nội. Trong một tiệm hút, chúng tôi là ba người đang đả động đến vong linh ông Phùng Văn Trô, nhất danh nữa là chú Trô. Vẫn cái ông trầm nghiện kiêm nghề tướng số nói nhiều nhất, trầm chỉ vào tôi ra giọng chế giễu: "Chuyến này thì mày tha hồ mà tả nhá. Tả cảnh, tả tình, tả người, tả cả người sống lẫn người chết. Nếu tao không nhầm thì mày đang lúng túng về đoạn mở đầu cho tập Tàn đèn dầu lạc. Còn đợi gì mà không dùng ngay cái chết này? Độc giả thích lắm đấy. Mới hay cái đau buồn riêng tây của một người lại có thể làm vui cho một số người khác. Mất cho tớ một hộp thuốc vàng hạng lích, tớ kể cái tiểu sử chú Trô cho mà nghe." Cho đỡ ngượng nghịu, ông bạn liền cười hề hề, cất cao mãi cái giọng vịt: "Ở đời có cái gì là cho không đâu, mọi sự giúp đỡ đều phải trả bằng tiền cả." Tôi ngắt lời:
nếu không trả được bằng thuốc viện. Một lúc sau, nghĩa là sau mấy cối thuốc, tôi được biết rằng cái phút cuối cùng của Phùng Văn Trô cũng long trọng chẳng kém gì. Nhưng lúc bác sĩ tới thì chú Trô đã thở hắt ra rồi. Và ngay buổi chiều hôm 2 tháng 5, chú Trô đã thở hơi thở cuối cùng trong căn buồng số 3 nhà thương khách. Y như một cái tim bấc lúc cạn phao dầu ở một bữa thuốc ban ngày. Thế rồi chúng tôi dự đoán xem ngày mai đưa đám chú Trô về tận làng Láng, trong bọn quen biết những ai sẽ là người có cái bổn phận phải đi sau xe tang. Chúng tôi cười khúc khích mỗi khi đan cử được ra tên một người quen biết. Chúng tôi lựa chọn mãi cho đủ 4 người chấp phất và cử đi cắt lại, y như là người của nhà đám phải sắp đặt công việc chôn cất vậy. Một suýt nữa tôi chết sặc khói thuốc, ông bạn tướng số nói. Thật là một điều đáng tiếc, ra cái tên hát chở ấy nó không chạy làng lên Vân Nam Phủ thì thế nào nó cũng được nắm cái giải đi bên quan tài. Nếu nó không muốn cầm, nhà đám cũng rúi vào tay nó. Tôi ngồi nhỏm dậy, chiêu xong ngụm nước, nói lúng túng. Thế cái làng văn và làng báo ở cái kinh đô văn vật của chúng ta sẽ cử ai đại diện? Kéo gồng mà lại để cho thiên hạ chê cười bọn cầm bút là vô tình. Hôm nay là mùng 3 tháng 5, ngày cất đám chú Trô. Cả một buổi sớm nay mưa rả rích. Những người nghiện mỗi khi đẹp trời, ngả bản tĩnh trong nhà thường hay phàn nàn với bạn hút. Giá ở bên ngoài, trời đổ cho trận mưa thì bữa thuốc sẽ thơm ngon vô cùng. Có lẽ trời đã thể đến cái tâm tình của người nghiện, mặc dầu người ấy chỉ là cái thây ma của một ông vua tiệm, nên giữa một tiết hè khô nẻ mà cũng lác đác mưa bay. Hạt mưa nặng và mau thêm mãi, tôi đã khoác một tấm áo cao su đi lên nhà thương khách xem người ta nhập quan chú Trô. Cứ lời nhà đám nói thì đúng 12 giờ đám khởi hành từ nhà thương khách và đi về tới nghĩa địa làng Láng. Bây giờ đã quá ngọ rồi mà cả một dãy hành lang nhà thương khách vẫn chưa có lấy một linh hồn người nhà đám. Ở góc sân, một gánh vàng hồ gỡ tung chất đầy 2 thúng cái phủ ngập cổ mấy chai rượu công ty. Chỉ có thế. Tôi lần mò vào nhà xác. Tôi muốn nhìn rõ mặt một người nghiện lúc chết để so sánh xem cái sắc mặt một người nghiện chết rồi với cái nét mặt của một người nghiện còn sống nó khác nhau những gì. Không, cũng không khác gì mấy. Nước da xám bạch, cặp môi thâm và tí lòng trắng ở cặp mắt mệt mỏi của chú Trô cũng chỉ đến xám bạch, thâm và mệt mỏi bằng cái nước da, bằng cặp môi và mắt của một số đông những người bạn tôi đang sống nhàn nhản ở giữa Hà Nội của tiệm hút. Tôi nhìn kỹ hơn thì cái mặt vua tiệm, nếu lật miếng giấy phủ mặt lên là chúng ta có cả một táng thạch in đã vầy vữa. Nhà đám đã tới tấp đến, tôi ngắm kỹ cái ảnh truyền thần phóng đại sắp để vào cái linh xa của một đoàn đám ma. Ở thành khung ảnh, phong tục Trung Quốc đã đính vào đấy 2 cái trương nhĩ có nạm mắt kính và lông công. Trong lòng khung, chú Trô mặc áo tàu có quy tết, đội một cái mũ nồi và nét mặt tươi tỉnh như cái hồi 10 năm về trước còn ở ngõ gạch. Chú vui vẻ, chiều chuộng những ông khách hàng khó tính và trung thành mỗi khi họ đòi cho được cái dọc tẩu bằng đồng nặng, cầm cứ sái đi cả cánh tay. Đám đã bắt đầu đi, thế này thì ra tôi đi đưa đám một ông chủ tiệm hở chơi. Tôi tự hỏi tôi xem tôi lấy tư cách gì mà bước theo sau cái xe đại dư 4 ngựa phủ vải đen này. Bước một bước chân phân vân của tôi dẫm lên những thỏi vàng hồ. Tiếng thỏi vàng hồ vỡ bung, kêu đến sắc. Nhại đúng âm thanh một thỏi sắc cái thì bị một móng tay già dặn, cấu mạnh, ngắt ra từng viên một. Áp hẳn vào xe tang là chú Cẩu và chú Trương, hai người giúp việc rất tin cẩn của chú Trô những khi đong một cối thuốc. Thế nào là non, thế nào là già, thế nào là mớt, thế nào là ngọn. Vậy mà đã âm dương hay ngả. Một buổi chiều thiên cổ như chiều nay, hai chú đang buồn rũ rượi, buồn như cái tiếng chú khách già giao phá sáng thòng những đêm tháng 10 ở phố vắng có mưa phùn. Tôi đi bên cạnh ông Pau, một thân chủ lâu năm ở tiệm chú Trô. Ông Pau này trước kia là một hoa tiêu cầm máy bay. Từ ngày ông Tây Lai này thôi bay ở trên không thì ông đâm buồn
Rồi cứ thế, ông đến nhà chú Trô để ngày ngày bay ở trên cạn vậy. Ông thật là một người đi mây về gió, cả nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Buổi tống biệt nhau của cái nghĩa tử là nghĩa tận, ghép một phi công Tây Lai nghiện đi đưa một đám chú khách chủ tiệm lúc vân du, tôi đố ai dám khoe mình chơi chữ giỏi hơn sự vật. Trừ một số con cháu trong nhà ra, đám vắng người đưa quá. Tôi có biết đâu rằng, mãi đến khi đám đi qua cổng khu đấu xảo, cái tốp người chầu trực sẵn ở đấy mới nhập vào cho nó đông thêm và dài thêm. Đàn ông có, đàn bà có, này là một ông bác sĩ, này là một ông y sĩ, này là những thiếu phụ an nam có những cái tên nầm nghe rất du dương. Và những ông chủ tiệm đợi đã lâu ở đây để biểu dương một cái tình đồng nghiệp. Có ông làng chơi kia, trong lúc vội vàng rút mùi xoa lau mồ hôi, đã đánh rơi xuống mặt đường một cái hộp, để đến nỗi mấy viên thuốc táo sẵn rơi tung tóe cả lên nền những mặt đường nhựa. Ý chừng đấy là thay mấy thỏi vàng hồ rắc thêm nữa để đánh dấu hộ chú Trô một đoạn đường về. Đoàn người đưa đám dài thêm mãi, thật là cả một thế giới nghiện đang làm tối sẫm cả một con đường rộng sáng. Ngoài cái màu đen của tang tóc, lại còn cái màu cáu xỉn của xám, của sái, của muội đèn dầu nữa. Mãi đến bấy giờ tôi mới thấy tôi là trơ. Nghĩ cho nó cùng thì đúng là tôi định khiêu khích dư luận rồi còn gì. Khi mà tôi dám đi đưa đám ma chú Trô thế này, ý là tôi đã ngồi xổm lên luân lý của mọi người. Nếu tôi chưa có vợ thì tức là tự tôi đã đóng cửa tương lai, thân thế của tôi vậy. Tương lai hiểu theo cái nghĩa rất tròn trĩnh. Con gái nhà lành, từ đây ai dám bằng lòng để cho tôi xin bàn tay? Nếu có người muốn hỏi tôi làm sao lại nhập vào đám này, tôi sẽ trả lời thế nào cho ổn? Vì tính tò mò của nghề nghiệp chăng? Như thế chưa đủ, phải thêm, để đáp ơn một người đã làm giàu Việt ngữ thêm được một tiếng nữa. Tên người chết kia đã biến thành một động từ rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta nói với nhau, đi Trô đi, Trô nhiều quá, Trô chưa đủ. Chính cái chú khách già vừa nằm xuống kia đã đem xung công tên tuổi mình vào ngôn ngữ xứ này. Thành ra bây giờ nói chuyện cùng nhau về một cái thú chơi mà nhiều người đã không ngờ rằng mình mới nhắc đến tên cúng cơm của một ông chủ tiệm. Mới hay, tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu hấp giả lưu kỳ danh. Chương 2. Xuống một tờ ly hôn. Đây là lời thú tội của một dân nghiện. Dân nghiện đó là tôi, là ông, là hắn, là tất cả mọi người đã từng lấy cái tiệm hút hạ cấp làm nhà của mình, ăn cả cơm đen, cơm trắng ở đấy, ngủ đêm rét mưa ở đấy, với một cái nệm vải ruộng màu nâu kéo lên khỏi tấm ngực lép, đã từng lấy tiệm hút làm nơi tiếp khách, những lúc say sưa là có thể châm lửa đốt trời được. Cái cảnh tôi ăn ở với ả phiền đã quá là cái cảnh một lứa đôi, giả nhân ngãi, non vợ chồng. Tôi làm bạn với nàng, đến bây giờ đã 10 năm, thiếu mấy tháng, bao nhiêu là kỷ niệm. Ngày vui, tôi gọi nàng đến. Đêm buồn, tôi cũng gọi đến nàng. Xa nàng tôi thấy nhớ, rồi đau, rồi ốm. Thiếu nàng, đòi phen tôi đã thấy cuộc đời là vắng vẻ. Vì nàng, tôi đã hy sinh bao nhiêu là thứ tình thiêng liêng. Tình vợ, tình bạn, tình của một công dân trai tráng đối với đất nước giữa những giờ trọng đại. Thế mà nàng cũng chưa vừa lòng, nàng còn muốn tôi tự diệt tôi đi nữa. Nàng là cái hiện thân của một con hồ ly trong chuyện Liêu Trai, yêu người thư sinh, rút hết tinh khí của thư sinh, chán rồi rút cục là biến mất và để lại cho trần gian một cái xác co quắp, hình thù cổ quái. Nàng quả là một người nhân tình nghiệt chướng và nghiệt chướng. Cái giống thuốc phiện vốn là độc, nó là một cái địa ngục trên hòn đảo không có tên ở giữa biển đại dương mà chúng ta là những tù trọng án bị vĩnh viễn đẩy ra đấy. Nếu ở cái xã hội đầy tội lỗi của chúng mình có những tên tử tù còn muốn vượt ngục, còn muốn chọc thủng cái lưới canh phòng chặt chẽ, thì tôi, một dân nghiện chân chính, tôi đêm nay cũng có cái tư tưởng muốn thoát ly thuốc phiện. Bởi vì tôi đã biết chán tôi, cũng như có những lúc
tôi đã đem cái sự nghiện hút của mình ra mà ngạo nghễ với thiên hạ. Tôi còn nhớ một chuyện cổ tích mà tôi đã học mót được của ông hàng xóm cổ rụt, vai so, mắt trắng dã, môi thâm xì. Ông ta đốt đèn, kể với tôi và một người bạn ghét cay ghét đắng thuốc phiện rằng xưa kia, một ông nhà giàu có một người con trai, còn lại con một và có tính chơi bời. Sợ con phá hết cơ nghiệp, người cha đã ép con phải nghiện, cho được thuốc phiện để gửi lấy của nhà. Người con lúc đã thích thuốc phiện và vui lòng làm người nghiện. Lúc bấy giờ mới tìm cách để bênh vực thuốc phiện vốn bị tất cả nhân loại nói xấu và lại vu cáo nữa. Một hôm, muốn bắt chước kiểu nhà thông thái kia thì định chứng tỏ một điều gì thì phải làm một thí nghiệm khoa học. Hắn muốn tỏ cho đời thấy cái hay ho của nha phiến. Hắn đã bày ra mặt đất một chén thuốc phiện và một bát phân người. Bên cạnh bát phân, phơi đến ba nắng đã thối hoăng có ruồi bâu. Là một chén thuốc, lấy ở chai thuốc chôn dưới đất lâu ngày đã có mùi chua và lên men mốc. Bên cạnh một vật rất ti tiện, có cả một vật rất quý giá. Hắn tóm gáy con chó vện, dí mõm chó xuống bát phân và chén thuốc, thử hỏi xem con cẩu chọn thứ thực phẩm nào. Như mọi người chờ đợi, một cái gì xảy ra mà mình đã đoán được trước. Hắn vỗ tay ầm lên khi con chó vện dùng bát phân và chê bỏ chén thuốc ngon lành. Ông hàng xóm nghiện của tôi kể đến đây ném tiêm vào lòng khay, ngồi nhổm hẳn dậy và kết luận rằng mới hay, chỉ có giống chó là chê thuốc phiện thôi các ngài ạ. Ông hàng xóm lấy làm khoái chí, tu cái vòi ấm nước nóng đánh ực một cái và còn gật gù thì thông điếu thuốc lào. Có như vậy các ngài ạ. Bạn tôi không hút và tôi đã hút thành bệnh rồi, chúng tôi vẫn ngồi im. Lẽ tất nhiên là một người nghiện như tôi lúc bấy giờ đã chia cái vui hóm hình của câu chuyện và cái vui ngụ trong sự chửi xỏ của ông hàng xóm. Và lẽ tất nhiên, ông bạn trong sạch của tôi ngồi ngay ra đấy, bị lỡm, đã chửi thầm. Ba cái thằng nghiện, động nói chuyện là toàn chuyện đều giả. Câu chuyện ấy, tôi đã nhẩm lấy làm lòng, như người ta thường học thuộc lòng những danh ngôn và những câu lịch sử của một số ít người được cái phần đông nhân loại suy tôn lên làm vĩ nhân. Với chuyện cổ tích học mót ấy, gặp ai từ chối điếu thuốc của tôi mời là tôi lại được một dịp ngạo nghễ khi thuật đúng câu chuyện cổ tích như thế vào giữa cái mặt sáng sủa của họ. Gần 10 năm nay, tôi đã vứt cả cái phẩm giá làm người thanh niên. Tôi đã bỏ hết để vươn cổ ra làm thầy cãi cho thuốc viện. Tôi đã cãi cho ả phiến như một nghệ sĩ can đảm đứng lên bênh vực cái tác phẩm bạo dạn của mình với cả một tấm lòng công phẫn. Khi đổ 20 mấy tấn nha phiến xuống bể, gây ra trận nha phiến chiến tranh với chính phủ Anh cắt lợi, Tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Tắc Tử hăng hái làm án nàng tin nâu như thế nào, thì tôi cũng hăng hái bênh vực thuốc phiện như vậy. Lúc bấy giờ, tôi là một họa sĩ cách mệnh, đứng trên diễn đàn phòng triển lãm, cả tiếng tìm lẽ phải cho bức tranh người đàn bà, trước khi cái thẩm mỹ quan của bọn trưởng giả dám công nhận cái mỹ thuật. Thế mà hôm nay, nằm đối ngọn đèn dầu lạp, tôi dám chửi thuốc phiện đấy. Tôi đã nói xấu ả phiền, sự cắn nhau đã thay cho sự yêu nhau lắm. Đêm nay, một mình, một bóng, một đèn, tôi cảm thấy tôi trong 10 năm nay đã là một phế nhân. Đến bây giờ, tôi thấy tôi là một cái tim bấc tự thiêu diệt mình trong cái bầu pha lê gọt đã cạn hết dầu mỡ. Tôi tự phóng hỏa tôi nếu tôi không lách mình ra khỏi cái cám dỗ của ánh sáng dầu lạc. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đọc trong cuốn sách Ngọn đèn dầu lạc của tác giả Nguyễn Tuân. Nếu bạn thấy hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể tìm mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Xà nhé. Nếu bạn muốn Nhã Nam trích đọc cuốn nào trong số tiếp theo, hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!